Đầu tư vào con bé Đông Đông là sai lầm. Tôi nói chú nghe, một người mà mình có thể lợi dụng được, ngại gì mình không tuyển, đúng không? Ra là anh đã tìm thấy được con mồi mới rồi hả Ken? Nhưng Mirai bây giờ sẽ không để yên cho anh, mất tự tung tự tác thế nào cũng được đâu. Anh Ken! Sao em ở đây Mirai? Anh Ken! Chuyện gì đây? Cô gái này la vậy? Đông Đông nè, bà có quyết định như thế nào á thì tôi cũng luôn ủng hộ bà mà. Anh thấy á, em phải xem lại bản lĩnh sân khấu của mình đó. Kìa. Nói ra đi, bởi tốt hết, nghĩ suy nghĩ ngợi chi, nói yêu.